Ta chọn sẽ búa đi. Bạn chọn búa, máy chọn búa, hòa. Chọn bao. Bạn chọn bao, máy chọn búa, bạn thắng. Hello. Xin chào Việt Nam và chào mừng các bạn đã đến với khóa học lập trình game Bắn Tổ Tỷ trên Angular. Đầu tiên chúng ta sẽ mở CRD và trả lệnh ng new Bắn Tổ Tỷ để hệ thống gen ra object cho chúng ta. Chúng ta không cần routing, chúng ta sẽ gõ no. Stasis sẽ đẹp. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi để bộ object được gen ra. Như vậy là bộ object của chúng ta đã được gen ra xong. Chúng ta sẽ cùng CD vào trong. Và build bộ object với lệnh ng serve open. Lệnh serve open sẽ mở browser, truy cập đến địa chỉ của Jack luôn cho chúng ta. Tiếp đến chúng ta sẽ mở folder project ở Visual Studio Code để tiến hành code. Đầu tiên chúng ta sẽ thay giao diện đầu tiên chúng ta sẽ cần một thẻ div ra ngoài. Tiếp đến chúng ta sẽ cần một thẻ h1 tiêu đề sẽ là đây. Đây là giao diện cũ của chúng ta. Đây chúng ta sẽ đổi thẻ thành game bản tù tì. Tôi sẽ bật Việt kỳ lên. Ok, chúng ta sẽ cùng xem đã hiển thị chữ bản đồ tì rồi. Tiếp đến thì chúng ta sẽ thêm một thẻ P. Hãy chọn tiếp đến là ba button. Lần lượt là búa, kéo búa và bao. Và cuối cùng sẽ là một p lưu giữ kết quả. Ok, chúng ta sẽ cùng kiểm tra giao diện. Đây, kéo búa bao. Tiếp đến chúng ta sẽ chỉnh sửa phần backend ở phía dưới. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cần một biến. Biến là biến kết quả. Kiểu là kiểu string. Và chúng ta sẽ khởi tạo cho nó là bằng trống. Tiếp đến thì chúng ta sẽ tạo hàm chơi. Chúng ta sẽ chuyển vào một biến chọn có kiểu là kiểu string. Và hàm của chúng ta sẽ trả về null thôi. Chúng ta sẽ tạo một hằng constant và máy chọn. Bằng
chấm lấy máy chọn chúng ta sẽ viết hàm lấy máy chọn sau. Tiếp đến chúng ta sẽ tạo một hàng là kết quả. Tính kết quả đấy. Sẽ bằng read chấm lấy kết quả. Chúng ta sẽ chuyển vào hai tham số. Đấy là người chơi chọn và máy chọn. Ok, cuối cùng thì chúng ta sẽ xét kết quả. Bằng bạn chọn và sẽ sử dụng dấu đô la và cặp bằng nhọn để gọi biến ở trong chuỗi string chọn này. Máy chọn chúng ta sẽ tiếp tục chuyển vào tham số máy chọn và sẽ chấm một cái, ta sẽ điền tiếp ra kết quả. Là cái tính của chúng ta. Ok, tiếp đến thì chúng ta sẽ viết hai cái hàm nhỏ khi gọi trong cái hàm chơi này. Đấy là hàm lấy kết quả. Hàm lấy kết quả này của chúng ta sẽ trả về string. Tiền chúng ta sẽ khai báo một constant là đi nước đi. Nước đi ở đây của chúng ta sẽ là một mảng, có thể là búa, bao, kéo. Tiếp đến chúng ta sẽ tạo thêm một constant ngẫu nhiên sẽ bằng math. Chúng ta sẽ gọi thư viện tính toán floor. Math.random nhân với nước đi.lang sau đây chúng ta sẽ trả về. Nước đi có vị trí là vị trí chúng ta vừa ra đồng. Ngẫu nhiên đấy.
Cuối cùng là hàm lấy kết quả. Chúng ta sẽ phải khai báo ở đây, chọn là string và máy chọn cũng là string. Chúng ta cũng sẽ trả về nhưng chúng ta cũng không không khai báo vẫn được. Ví dụ như đây tôi sẽ return này. Đấy, không sao cả các bạn ạ. Nếu mình khai báo thì mình bắt buộc phải return, mà mình không khai báo thì mình return null hoặc return string hay số cũng được. Rồi, chúng ta bắt đầu khai báo hàm bên trong. If chọn, chúng ta chọn đấy mà bằng với máy chọn thì sẽ là hòa. Chúng ta trả về hòa. Tại sao lại phải dùng ba dấu bằng? Tại vì nếu bạn dùng hai dấu bằng ấy mà ví dụ chúng ta so sánh như thế này, không tức là không integer mà bằng không như thế này thì vẫn sẽ trả về true nhé. Nếu các bạn dùng ba dấu bằng thì phép tính này mới là fail. Nên để đảm bảo thì trong JavaScript hay TypeScript chúng ta sẽ dùng ba dấu bằng. Nếu hai cái bằng nhau thì sẽ là hòa. Không thì chúng ta sẽ cùng kiểm tra tiếp. Nếu chọn nếu mà chọn bằng búa và máy chọn bằng kéo hoặc nhé, hoặc chúng ta chọn kéo mà máy chọn bao hoặc chúng ta chọn bao mà máy chọn búa. Các bạn nhớ chỗ này nhé, phải viết đúng rồi, búa búa này, bao bao này, kéo kéo ấy. Bạn viết ở trên bao mà dưới là giấy thì cũng bị sai. Rồi, nếu một trong ba kết quả này thì chúng ta sẽ trả về là thắng, bạn thắng. Còn nếu không L thì return là bạn thua. Như vậy là chúng ta đã có đủ 3 trường hợp thắng thua và hòa. Cuối cùng thì chúng ta sẽ gọi các hàm ở trên HTML thôi. Chúng ta sẽ gọi hàm ở đây, gắn vào sự kiện click. Chúng ta sẽ gọi sự kiện chọn kéo chơi chơi
là chơi chơi kéo, chơi búa, chơi giấy, chơi bao. Và chúng ta để đây kết quả của chúng ta sẽ là kết quả ok. Như vậy là chúng ta đã code xong, chúng ta sẽ cùng test chương trình. Đây, chọn kéo bạn. Ở đây có gì đó sai sai rồi, chúng ta sẽ cùng kiểm tra. Ok, chúng ta đang bị sai ở dòng này, nó đang hiện mã chúng ta. Thì các bạn nhớ nhé, nếu mà các bạn dùng mã như này thì các bạn sẽ phải dùng dấu dấu gạch như này ở gần nốt SC đầu và cuối. Rồi chúng ta cùng kiểm tra lại. Mình sẽ chọn kéo, bạn chọn kéo, máy tính chọn búa, bạn thua. Tôi sẽ chọn lại kéo. Đấy, bạn chọn kéo, máy chọn kéo, hòa. Chỗ này chúng ta đang truyền vào là tham số là kiểu không có dấu. Thì để thay đổi thì chúng ta sẽ viết ở đây. Búa. Búa, bao và kéo. Ở dưới này chúng ta cũng phải sửa hết. Búa này, búa này. Kéo này. Kéo. Kéo. Ở trên HTML chúng ta cũng phải sửa kéo. Búa. Ok, chúng ta xuống kiểm tra lại. Ta chọn sẽ búa đi. Bạn chọn búa, máy chọn búa, hòa. Mày chọn bao. Bạn chọn bao, máy chọn búa, bạn thắng. Như vậy là bài học của chúng ta đến đây đã kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bài học khóa học tiếp theo. Tạm biệt Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video. Nếu các bạn thấy video hay, hãy ấn like. Nếu ấy hữu ích, hãy chia sẻ với bạn bè. Và nhớ subscribe để theo dõi và ủng hộ kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video bài học tiếp theo.